Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với tựa game That's Not My Neighbor Magagrest Bloodbowl. Gớm vậy. Cứ bình tĩnh bạn ơi, nhìn bạn nghi lắm. Can you open the door for me? Ok, nhìn khá là nghi ngờ nhưng mà lại là một người bình thường. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Holy shit, bitch, bitch. You are not bitch. Holy shit. Bây giờ mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.